Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, việc phân định miền núi vùng cao theo các quyết định công nhận của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc qua các thời kỳ chủ yếu mới căn cứ theo độ cao so với mặt nước biển, chưa phản ánh chính xác sự khác biệt giữa các vùng miền địa phương cả về điều kiện địa lý, địa hình và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, từ năm 2018 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều nghị quyết, kết luận giao Chính phủ, cụ thể là Ủy ban Dân tộc rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân định miền núi vùng cao làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách, yêu cầu quản lý nhà nước, trong đó có việc xác định tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị và trực tiếp phục vụ cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn sắp tới. Tuy Bộ trưởng có thông tin là tháng 9 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, song đề nghị Bộ trưởng cho biết việc chậm ban hành tiêu chí phân định miền núi vùng cao thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, của Chính phủ, của Ủy ban Dân tộc hay của cơ quan tổ chức nào khác, và tiêu chí về địa bàn có còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước nữa hay không? Xin trân trọng cảm ơn. Cái ý kiến của đại biểu Nguyễn Phương Thúy Hà Nội nói về vấn đề phân định miền núi vùng cao thì xin báo cáo với đại biểu Nguyễn Phương Thúy là cái phân định miền núi vùng cao đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần một vào năm 2018 và giao cho Chính phủ, Hội đồng Dân tộc lúc đầu tiên là giao cho Hội đồng Dân tộc chủ trì để đánh giá cái việc phân định tiêu chí phân định miền núi vùng cao. Thế và trên tinh thần đó thì Ủy ban Dân tộc cùng phối hợp với Hội đồng Dân tộc và để báo cáo với lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thế tuy nhiên thì đến năm 2020 khi mà báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì sau quá trình thẩm tra của Hội đồng Dân tộc thì báo cáo này chưa đủ điều kiện vì mình chưa đủ dữ liệu để báo cáo. Thế cho nên Hội đồng Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đề nghị là yêu cầu làm lại. Đấy, làm lại và đến năm 2020, tháng 8 năm 2021 thì Ủy ban Dân tộc đã báo cáo lại lần thứ hai, tham mưu Chính phủ để báo cáo lại lần thứ hai với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thì Hội đồng Dân tộc cũng thẩm định và đề nghị là chưa trình cái này với Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà để dừng lại. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, đồng ý là giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì cùng với các bộ ngành của Chính phủ để tổng kết cái phân định miền núi vùng cao. Bởi vì hiện nay chúng ta đang có hai hệ thống phân định, một là phân định miền núi vùng cao, hai là phân định ba khu vực theo trình độ phát triển. Cả hai cái tiêu chí phân định này nó đều có các cái tiêu chí cụ thể quy định để xác định đối tượng địa bàn để đầu tư. Thế tuy nhiên thì có hiện nay đang song song hai tiêu chí, theo đó là một số chính sách đã ban hành, có chính sách thì ban hành cho cả hai tiêu chí, có chính sách ban hành theo một tiêu chí. Chính vì như vậy cho nên là cần phải rà soát đánh giá lại. Thì hiện nay chúng tôi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao và Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản. Thì như tôi báo cáo hôm qua là hiện nay Ủy ban Dân tộc đang chủ trì để tổng kết cái phân định miền núi vùng cao, đồng thời cũng tổng kết cũng đánh giá lại cái tiêu chí phân định ba khu vực để xác định, xây dựng và đề xuất một cái tiêu chí mới đảm bảo nó phù hợp hơn, đảm bảo cả yếu tố về mặt địa hình, địa giới hành chính, cả về trình độ phát triển để làm sao để có cái đầu tư nó trọng tâm trọng điểm và phù hợp hơn trong giai đoạn tới. Thì xin báo cáo với đại biểu là vấn đề này hiện nay đang làm